chẳng lấy những to cho mà đào slide mùi tiết chúng mình mùi tiết dường như tại tôi chỉ muốn OSPF configuration cho nên không năng giờ nên riêng làm bị OSPF configuration command clack clack bra đồng bởi avatar network statement hay avatar specific interface configuration chúng ta bên này để dùng trong configure OSPF the bone port cứ dùng từ configure OSPF process ID đảm bảo initiate OSPF process nơi con router nè hai bên này để dùng trong avatar network nam mũi dùng ai vay network command hai nâng wildcard mask room chung mỗi nâng area dial net dùng trong avatar network nâng chỗ chẳng dùng ai avatar bắt top chẳng màu chỉ tôi tới bên này để dùng avatar bài nâng sai đào sai đào router nâng thua cứ về nâng router rock network nâng thật ta network mỗi nâng vì match chỉ mỗi nâng interface kì bên này là vì khởi thà network đã dùng avatar nâng còn bông tại active nâng lơ interface nào mỗi lơ router mình thà chỉ physical mình thà chỉ logical cứ về nâng avatar từ chỗ nâng không có SPF domain trên bên này là dùng avatar router nâng đang còn bông down cứ về avatar chỗ SPF domain thì bên này để dùng configure advertisement lơ OSPF dùng miễn phí chúng rồi dùng ai advertise nơi crown OSPF section của bạn đó dùng pra network command đồng bày advertise specific network rồi còn mùi tiết dùng ở trong bài thuộc bài này của bạn này dùng ai advertise OSPF nơi crown interface tầm đồng chúng ta bên này dùng thử bài này vì ai sử dụng để sao dùng ở trong bài score rồi có đăng và khát mát robot OSPF dừng ai thua tam interface section bàn chẳng pin đôi được như thế vì ai sẽ ra được ca kết bồi dưỡng bởi dân thường chạy sửa dừng ai thường chạy bà dân thường chạy sửa dừng ai thường chạy nếu cái chia description thả bê khá dừng chọn configure static router ID hay là nhóm chưa thả chia most recommended chỉ tụi tới bên này để configure OSPF là router mới chúng ta define router ID như ta define router ID lựa router nâng đảm bởi ai vì mean specific router ID chúng bên này để dùng design mà dùng design là vì chọn khả nha chứ chẳng ai configure vì manually mùi tiết cứ passive interface common passive interface cứ pra nơi bên này để dùng ọt chọn ở hello send change p port robot OSPF enable router chúng ta making network interface passive still add network segment into LSTP but prohibit interface from forming OSPF adjacency chúng ta có sinh nhà dù khá cứ dùng ọt chọn ở OSPF form chúng ta có sinh nhà dù khá ưu tiêu hóa thay dùng miền router mối chúng ta connect mùi switch layer 3 hay dùng run OSPF anh ấy connect can end user thì PC mùi PCB chẳng hạn nè chỉ tụ tới bên này để dùng trong advertise network còn nè ưu tiêu còn bà network 102 1.1 slash hợp hệ 4 ok cứ dùng nâng advertise network nâng cho tất cả OSPF domain bên này để dùng advertise vi cho trong OSPF domain bạn ấy thầm vậy bạn ấy thà interface này có biết send hello này ní send hello này trên được trong OSPF perspective bên này để dùng chỉ dùng advertise network nào mới cho trong OSPF domain port mới nâng bắt cá chỉ send hello trên bên này để send hello cứ send hello từ căn PC thì mỗi vì ớt chạm bạch vì unnecessary hay đấy bằng dân trai send hello từ căn PC nâng cứ ở vì ớt miền reason để dân trai send hello packet tới PC mùi tiết security risk bên này để dân form chẳng ủ tiêu hòa tàn đi wall check đọt nực nông lại mùi dưỡng vì chỉ wall check ủ tiêu hòa nè chỉ switch vì đang layer 3 đọt the wall check chẳng technically bản thân chỉ nông cả này là user có vô router xây mùi tiết vô mà đọt chuộc lại nè hai có
quad run OSP ở đây, router này run OSP ở đây. Chúng ta này thay router mũi này, add squall group router off, nơi trong topology bởi dưỡng này. Hai bản thân chỉ quad miền cùng nơi đặc cỡ, quad add thuê route default route originate nơi router này, cứ lên network lên đá đó, cứ lên đá đó mà. Chúng ta này trong cả này nâng, cứ dưỡng ai pra pra. Passive interface đâm bay cùng ao ấy rừng nâng cả lần. Passive interface bằng này thầm mấy. Passive interface bằng này thầm port đang ở trong bạch advertise hello. Cứ dừng ở đó với advertise hello ấy. Cho nên trong cả này như ai configure passive interface nơi lưu sắp này lên ní. Bằng này thầm vì ở đó send hello tất cả broadcast domain nâng ấy. Cho nên bên này bên hello cho nên tất cả khoảnh ở send hello ấy. Hai bởi dân chỉ trong cả này mình là cái downside màu switch nâng trong form của SPF cứ bị ở đó form này. Thế ra passive interface vì ở đó hello send chênh. Hello send ở chênh phong rừng ngay form bán. Chẳng anh ấy cứ chia mechanism chia flow thật ta hay đây bằng chuyện ra passive interface. Cho nên không real life cứ dừng tay để bảo vệ chứ mùi lên nó đây connect to an end user. Bởi end user ở trăm bách hoặc dừng send hello tới. Hay có ở trăm bách một form của SPF với chứ mùi internal router càng không bởi dừng này. Mỗi tiết dân mình requirement mình chân ổn chăm bạch đâm bày thơ neighbor adjacency chân OSPF nâng OSPF dân ai configure ý kế dân ai configure router ID requirement must be unique chân bà này thả bởi sân chìa mình router ID chọn kênh có vì ọt establish neighbor adjacency đấy. Interface throw share common subnet chân bà này thả bởi sân chìa mình router P connect kênh chân ạ ai interface này slam phẩy 4 anh ấy ta slam phẩy 4 này tất là khóc này advertise ở đây đi. Chẳng bên này dùng thuê OSPF advertisement dùng bên này dùng advertise được việt form dùng ai check lên này. Ủa tiêu là mỗi slash 30 và mỗi slash 24 advertise ở đây. Chẳng ta mưa lên nâng. Mỗi tiết MTU recommend maximum transmission unit tôi đã đổi kia. Bạn sẽ chỉ ở đổi kia chỉ tôi tới vì tăng thật stuck nơi start. Chẳng ta mưa lên nâng. Mỗi tiết area tôi đã match xâm rạp segment. Bởi xin chìa area ọt match cái này rồi có area khó hỏi chẳng vì nên chẳng area mismatch. Mỗi tiết bên... Bà? Bố ấy chứ tụ... Nâng viên support một con phép mỗi đại của việc khó hỏi. Chứ tụ tới MTU support 1.5 rồi. Bởi tao tiêu hỏi thằng router ní nhưng chả lòng tờ sật MTU ủ tiêu là 4.40 MTU này 1.500. Chẳng bạn này thầm mấy OSP hot form ấy vì tăng ta stack nước nó extract. Anh ấy kì khoản là warning ta cả này. Chẳng bạn thầm bạn sẽ là dân bởi dân custom mic lại mấy thầy dân về dân MTU đã đổi nghiệp này. Nâng ấy, ở đôi kia ở đài. Vâng. Nâng ấy. Mỗi tiết chúng tôi OSPF hello hay là that time tới the match. Bạn này thả bớt sân chi hello hoặc là này đọc second, anh đi đọc second này. Anh đi that time size up, anh đi that time size up này. Thì dân đã khó khăn nhau đá được như thế. Nhưng vì mình constraint mà chúng tôi dân tới group tới tam requirement bộ kế. Mỗi tiết authentication tới match chúng bớt sân chi password. Bởi dân configure authentication rồi mình router bí ní password username tới được như thế. Thì hóa nè, tới được như thế. Mùi tiết dùng mình area type flag. Chẳng thì tiết dùng riêng sẽ tới chỉ stop. Sẽ tới chỉ nó so stubby area. Chẳng anh nâng control match đây. Ở match có việc đá đây. Chẳng nhìn tôi consider bằng màn option nâng. Đồng bây ai OSPF adjacency ai trở bản. Hay vì ai nghe sử dụng đáy nó phải troubleshoot. Bởi bên nào đều nét với dùng ở đá. Dùng ai pra hà guideline bộ kia nâng bây troubleshoot. Chẳng như kia sample topology hay interface confirmation đại dương ai thua bạn chẳng như không có lạc lại nâng cứ dùng viên backbone area nâng lại ní chẳng router 4 nâng bà khát chì mình mua GDO hay mua GPDO PDT router vần tay viên nơi ta ai share route ở kênh tập với nhầm một bạn anh ấy kia sample topology đã
miền area 0 chỉ backbone. Hai router 4 này sẽ nâng nông broadcast domain tầm 1. Này cái chia column interface chẳng biết nào để dùng đảo tì hò vía cứ dùng anh ấy bán này IP OSPF interface brief cứ vì mình interface vì mình process ID mình area mình IP address mình cost mình state như thế chẳng state IP chế cái chia DO BDO data loop như chẳng chẳng đi tiết dùng năng bug simulation hay dùng năng mơ vía thật ta bây giờ mấy ok cho nên nó lại nâng cho mời dùng bậc hạt simulation mới trên cái nông cái này đi đam bay cua đôi topology kế là nhóm sông tì mà khăn đi mở nhóm cua tam rụng nên tí trên này cái này một switch cái này một switch ok chẳng lẽ dương miền topology sẽ điện đi đấy chẳng tích nhau đồ device mình tích ok trên cái nông cạn này nâng cứ dân nâng configure IP đối với chứ nhưng miền IP address mỗi bị bay buồn chụp muối chẳng nè sẽ làm phải buồn chúng tôi ở ta nhóm miền loopback số mới đã IP nhóm đã đôi chỉ mới nâng mới chỉ mới số ok như là chỉ mới đảm bay represent IP nút dương ai verify với ok dương ai verify thì dương miền port đi mới app hai dương miền loopback mới app đây chuyên cho router B chuyên cho tới Ethernet zone 1 zone 1.7 chuyện 4 chuyện B là 1.4 0 chuyện này có nông hòa 7 đi kia bốn chỉ bảy chỉ như bậc lưu bè muối chứ bên này để dùng thử lab bà sẽ dùng cho bậc physical interface nhưng chưa thấy dùng mà em bậc lưu bè đảm bảo thử testing bán
vì nghe rule là chẳng phải đọc computer đó đấy chứ chẳng gọi testing concept ô xong tổ nhiệm chỗ thì cái IP ở đó chụp mà rồi phải bấy chụp buồn chụp buồn là phải buồn chứ nằm bay những công việc lưu bài mùi tiết chị buồn mùi chứ nằm bay configure OSPF sẽ để enter the bone cái dương y OSPF ok bắt đầu mình tên enter define process ID bắt đầu nhận y lịch mùi chứ router ID nhưng mà đặt manual ủ tiêu router tìm mùi đặt mùi mùi chứ bên này là nhóm y và bản năng hai số ISP OSPF lịch mùi cứ bị chênh màu bởi bên này là nhóm y comment và bản năng cứ OSPF trở bàn initiate nó lên router này hai cái router ID về mạng router ID về mùi chênh mùi chênh mùi ở đây nhóm enable OSPF 2 ấy còn ta sẽ để nhóm toàn thử cứ nhóm toàn advertise chúng ta là Advertise Network đã nhóm miễn đọc trên phẩy bay chuyện buồn chuyện xôn và khả mát nhóm lịch đại area chẳng nơi cái lại này nhóm Advertise định như đây là nhóm router xôn OSPF router ID PVP Advertise hai nhóm đã bị nâng area 0 chẳng tí tiết bên app ấy tiết về nâng communicate cho mỗi router thì mỗi POSPF neighbor là cái bông nào cá phải bị riêng chữ tích những ngày vay bắt đầu bắt đầu router ID phải phải bấy area 0 top chơi chúng lại cho đào tạo bấy nhưng công việc phải gái cho nên việc đào tạo thì bốn mươi tiết nhưng ai giờ bên này để dùng thuở bắt bắn hàng hai khi dùng ai cho the show router bị bắn chương router chương khởi nhà về bắn lên bìa mùi ní và ta chấm bởi nhóm sợi về toàn lên ó hôm nay tôi học nhóm sông bê mình tích sông lực tu sắp sông khang là bên nhà mùi bạn ở đây những cái to bản tiết chỗ đó là từ tìm mối trả lời những bạn lên route pin ấy
chừng đó pi nắng chênh pi cái chênh pi mùi ní hơi nên chênh pi mùi ní chừng cầm hô dương ở toàn bàn khơi rào được lại nè chừng đó được lại nắng chúng mình check một đòn tiết thật ta mới bàn việt máu và hai chia an toàn evertai chừng như chỗ tới ok chừng an toàn evertai chừng lại chỗ tới USBF mùi dương evertai loopback nè network zone ok cho nên không bên nắng dương mơ mòn tiết hả lời vì trở bàn này với thầy chẳng from perspective của đó tới mối loopback ní cứ là một áo mối với score là mối ní với score đi hay với score đi đòi pra USBF cứ số O này chẳng ai lấy cô là số O nó cứ chỉ USBF ok tại vì ai đó tới mối những ai score của này trên này máy động lực bị state imagine luôn. Ở theo bây giờ trong mở neighbor state thì ngài show IP OSPF neighbor. Chẳng viên đừng show list of neighbor bây giờ. Chẳng những khởi này thà neighbor bây giờ rather ở đi ở gửi mùi nè. Nên ở khi phải chỉ chìm lại chẳng hỏi thà đấy bạn rather đi tu chinh kế bởi thơ đi ở mình. Ở xong tổ rather đi tu chinh ở bình ní hai đây bạn về thời điều mình chúng lại cứ để xa ta vía app môn kì chỉ tôi tới nó không OSPF nào để dùng enable OSPF state nào mỗi app môn kì có vì mình nào cả ai chỉ điều đây bởi điều chỉ tôi tới admin preemption này cho mà đây ta bản thân chỉ không cả này để mình nạp xây máu chọn bậc cả luôn vì chỉ điều cứ việc ai override điều function bỏ ra từ đồng bạn này trên nó không environment ba nó cũng lại nên xung xung mới mở ở đâu tới ở P P để không khơi lại khác việc lại vì gateway outlast resource nó is not sending là nó như bằng hàm với cái gateway outlast resource nó default route chẳng quy định rõ P để dân configure static default route nó environment nó vì bà con chỉ đã gateway outlast resource is gateway vào màn nhìn thấy chứ bao nhiêu tí hỏi mọi người gateway và là resort nâng ạc tên này viết bạn ấy thà chùm rửa chông khảo ý nhớ ủ tiêu thà nhóm thơ default route nhóm chỉ là đạ sân ấy default route nhóm khâu hề tại nhóm thường ở dương dô thà hẹt ấy bà miên gateway và là resort bên này để dương configure default route viên hình chênh gateway of là resort thu network ý kế to any so any អញ្ចឹងនៅ ក្នុង client ហ្នឹងរាល់ទី table បញ្ជាក់ប្រាប់ថា បើសិន ជា ក្នុង ករណី ដែល ចង់ ទៅ អី គេ គ្រប់ network ដាច់ខាត ត្រូវ ចេញ តាម gateway មួយ នេះ អញ្ចឹង យើង ដឹង ឲ្យ ថា បើ យើង គិត prefix length បើ គិត prefix length default route ចាញ់ គេ បើ អី ព្រោះ ដោយ សារ prefix វា គឺ 0 បើ ន័យ ថា វា ទូ ជាង គេ អញ្ចឹង វា ចាញ់ គេ នៅ ក្នុង ករណី ហ្នឹង default route chỉ chúng tôi trông cái bản thân chỉ nơi cái entry và routing table cứ ở mạch ấy từng ở cứ bị mạch default route chẳng ai bàn kinh gì thả vì chỉ chúng tôi trông cái này Network trời bộ ấy default route vì out specific route phần nâng phía chân dương bà phía chân dương thưa default route mới lang internet rồi hay bà xin chỉ internet thì dương ping cái gì ủ tiêu nó không nên đào tiền bỏ dương mình phần nâng tập bây dương ping ủ tiêu dương ping mũi chuyện mũi chuyện mũi chuyện mũi chẳng bên này dương ping mũi chuyện mũi nâng xây để router từ thưa cứ viên cho để chạy đào tiền bỏ được bởi tại vì chai ở tí mỗi ở miền tí pi ở miền tí bơi ở miền tí bốn ở miền vì chai tầng ở miền tầng ở phía nâng tới tàng default route bởi internet dương mày đang public ý kì chẳng đợt xa dương ở đăng ý kì nâng ấy bạn dương configure default route
chân nó lẹ khăn khá tiết dương lại show SPM neighbor chân cái này dương khơi nhé thà bà sân chỉ viết chìa mà mình chỉ đi ó hay có mình mình chỉ bị đi ó cứ ấy kì cứ viết chìa đà đờ dương lại show SPM neighbors summary chứ nó không có lấy nữa, bây giờ dùng show summary và show all state vậy chứ nó không có lấy nữa, vì detect tha full miền bầy bởi nó không mê riêng dưỡng, vì dùng miền state down a thumb in it a dân rồi chẳng bây giờ chỉ miền neighbor khác vì thật nó không có tì hò tha two way vì chỉ lý sold màu chẳng ở lấy nhu cho màu ạp mùi nè, chẳng bây giờ display nè nó không phải chẳng ngọt lấy hãy đấy bàn ạp mùi nè và là mối này về trên state khó kì vì ở trên full đi kì vì trên thu vì trên thu way hai bên là bất sân chỉ dùng y show ip neighbor summary cứ vì trên này nè mối này chúng lái cứ đời xa tại bên là driver mean relationship chỉ mối nên driver cứ vì at form adjacency cứ vì stuck nằm trong thu way bạn này thả mệt bạn này thả bây dương miên o mối chứ nó không nói environment bao dương à mối này chỉ đi o o bấy hay là o bốn chia rather chẳng bên này để biết thử adjacency cứ biết thử adjacency tận chế chẳng dương khơi thả rather bì này vì ở bàn thuê adjacency mùi khí để xa hợp hóa mà vì stuck nâng nâng thu bầy bởi là dương bông lọc cho rõ tới bầy hay dương xong tôi dương lọc cho rõ tới bốn chẳng neighbor bố viết rõ tới bầy chẳng nâng nâng cho lọc nâng việc bạp tha relationship của viên viết cứ ọt đọt phù lê trâm thu bầy nâng nâng OSPF bởi dương vô lời can đề xì chùm rỡ là nhóm ba mươi lần đi nhóm video luôn. Chế bên này là dùng dây POSPF, cái dùng từ cực bị. Chẳng OSPF bên này thật là down, a term in it to way khi hai vị ta chia neighborship. Bên này là đầu tiên bị mean relationship trong tay chia neighborship, we are not share out, ok, nên tôi mình mở bài này. Sẽ được vì ai cứ việc chăm sóc đáp đi ở video ai đó về bên này để việc mà đó là những cái hàm ý adjacency cho nên trong OSPF biết neighborship hay là adjacency mình này khó nghĩa và sân chỉ nên không cả này để dùng mean relationship chỉ rather hay rather cứ việc stuck nên không thu thu về và ta bản thân chỉ việc đào full bản này ta về form adjacency chỉ nên full lựa ra ta đi ở từ video đi ở từ rather rồi có video từ rather còn tác bà drader tờ drader bà có chỉ chênh thu thu vầy chả nâng kì chì nature rồi bỏ OSPF cứ bình chênh bàm nâng mùi tiết chẳng là show OSPF database show IP OSPF database chẳng comment mùi nâng nâng bà hàn dưỡng comment mùi nâng cứ nâng bài dương POSPF database đàn đằng ấy cứ chỉ LSD LSDB chẳng OSPF vì nâng check mơ rao nực nông nâng ấy bởi tỏ mặt tiết vì bà sort test path algorithm đảm bày kế đảm bày inject vì chỗ thực nông routing information base cho nâng nông cạn ấy nhưng khơi miên link state chẳng cho nâng cứ chỉ router link state chỉ tụ tới khi hai vị ta chỉ LSA type 1 nên cái chỉ router LSA đã bị generate được group link nữa bỏ router với tiếng mình net link state đã net link bạn cũng nơi cái này riêng nó cái còn chưa cái store routing information database về
Mình tay lại mình tiếp tục chia lại phíp miền thân nên cái định số IP rao mắc lại nên mình vừa đẹp store phíp. Vì tới bên này để dùng vay của mình, bên này để dùng vay của mình show IP route anh em bạn này thấy dùng bông show rib anh em rib vậy hả anh em rib còn tại bây giờ trong mười phim show IP safe anh em phim show IP safe bạn này thấy dùng cùng bông tại show forwarding information base robot router nè chẳng đôi chân bạn điên bị mono FIP vì cái gì mirroring robot RIP chẳng riêng rồi port miền đã update được đường RIP cứ viên đường mirror từ FIP chẳng rồi information đã update được đường RIP ủ tiêu hỏi router subnet bộ router đi router nó update cho update lá cứ viên đường mirror cho mình đường FIP vậy nhưng khi nào nó không FIP vì ở qual rừng routing mình routing như vậy qual này sẽ để bị qual subnet bằng ná trên tam interface IK này học IK tập bằng này để xa tại này để xa tại vì perform simple process bài bằng này tớp vì ai perform với nó không hardware level chẳng bên này để kê dây bị flip vì forward bây tờ lơ hardware speed chẳng bạn này tha vì forward bạn lươn chẳng có tí hoa ta này tí hoa đây vì mơ khen này ủ tiêu dừng chọn từ bên này traffic bị cho mà router đi mối look up thảo bởi vì chọn từ sắp này mới nè chứ việc mình cần chia này việc mình chạm mạch ấy look up ấy nhẹ nhàng vậy việc đăng thả năng OSP after go mà OSP việc khóa này sẽ được khóa cứ bên rồi viết tam interface mới nè hay trên tam interface mới nè chứ việc simple mình đến việc simple some perspective be flip còn tại vì rip mà ở simple này bởi không rip dùng ai pra protocol bàn chả nè ai pra EIGOP ai pra OSPF ai pra BGP ai pra ISIS chẳng không rip việc complex chỉ tôi tới rip cứ run đòi pra software bọn tay fit pra hardware không nên lên anh cứ chia architecture bộ Cisco chúng mình tiết bộ màu link state database trên cái nông link state database vì miền information thằng anh đó trên bên này là vì look up được LSA được nông đó vì năng dọc là bộ thằng anh này dọc tất cả nĩa đào và ra sort test path algorithm hay inject cho được nông rip trên bản thân chia việc cái thằng là best cứ vì năng inject cho được nông rip bởi hiện đang là bản thân chia được nông redundant environment phải chỉ ai miền play chran đảm bảo cái destination. Chứ những ai show detail tí rồi thì họ ta database nó những chọn mới kì. Ờ tí họ nhóm chọn mơ nhóm chọn mơ router là sẽ là chia là sẽ type 1. Với nhóm vay đến tới bạn detail information. Chừng vì nó bị chạy prap pi link state mỗi mỗi. Mình router cái mình check xong cái như thế. OK. Chẳng này bây giờ đến đó detail mình đến, giờ đến transit network, point to point, những stub network thì chẳng giờ toàn gì lại thế, chẳng đến đó advanced OSPF như những gì. Chẳng có tiêu ta, cái này những những miền LSA tab one bao man, cứ viên trên cái này nè. Chúng mình show LSA tab two. Chẳng là network LSA, cứ chỉ tab two LSA. Bây giờ show mà bây giờ net năng network cho nên cái chữ type 2 LSA trên type 2 LSA vì describe clone ấy thì vì attach chỉ mùi năng network của màn này chẳng vì attach mùi router neighbor với màn chẳng thấy chỉ tôi tới anh ấy cứ generate đòi DO chỉ tôi tới DO này generate net link state database thì việc prap tiết vì prap link state address of designated router rồi có điều chẳng lẽ những chỗ mà đón đi những ai khơi sử dụng cái này nữa
sẽ để khóc nha, chứ mà nhỏ mới biên số tới khơi bỏ kế kế đã làm phải buồn này bởi nhân xa xa phì là xa ta lưu bác vì kết point to point chứ mở nhóm cái đồng bài giờ về đôi bỏ kế bánh nhưng mà cho tôi lưu bác số IP OSPF network type nhóm đã broadcast awesome chứ lắm đã point to point bên này nhóm đã point to point vì trên làm phải buồn mình. Chúng đã tập bắn nhưng người đi sân IP OSPF Zero IP Zero đi nửa lời lấy mơ nửa lời với trên phải buồn trên bên này để nhóm đô loop back từ point to point cái này với trên phải buồn với ta áp xe tiết nhưng mà toàn đô về toàn chơi nhỉ chứ mà nhóm nhóm đô về làm bây về đô point to point đôi cái nó lúc hiệp bao dưỡng nhưng mà chỗ tớ interface loop back 0 IP OSPF network point to point configuration router network point to point to point à, mỗi cái chân đấy chân bên này để dựng show routing table bị router mỗi bên cái những cái slam phải buồn rồi đôi bọc kia đây ok chỉ tôi tới nó không cái lại nó kê đã đầm bầy cái kê đã đầm bầy ao loop back nó bật cả luôn này chia broadcast multi access với loop back itself à loop back nó chỉ tôi tới vì cái vì bên này là vì advertise cho trong network anh đang bán này by default cứ bên này advertise tại slash sampi để ra việc đặt luôn với chỉ broadcast mà thì sẽ hay chỉ stop network nước nông OSPF trong việc advertise là slash ampi đâm bay ai loopback nâng advertise chỉ slash một phẩy bốn đôi chỉ interface nó lực luôn với chúng ta đã point to point anh đăng ký chỉ technique để dùng ai thứ này trong bây giờ chọn OSP loopback advertise chỉ slash một phẩy bốn chúng ta đã ở việc chụp point to point anh em nghĩ sâu nhưng có thể dừng ai chạm các bạn đấy. Bây giờ nó không Huawei không bị năng vịnh, không Huawei tới đại OSPF network broadcast vịnh, vậy tới việc tam vendor này, việc consider a feature nó khóc nè. Chẳng lẽ mà đo nực lại ní, khi em mình dùng nồi suối. Mình đang đưa ra dừng cho tôi analyze khắc khắc để tôn chìm mùi nâng OSPF bạn point to point là loop back ok chẳng chỉ tu tới nực nông Cisco bên này để dùng miền router mũi khi này chúng mũi router pi chứ mà này thả đi chia ưu tiêu ở tại này mà rồi cái pi rồng bay chín mũi slam phải bốn rồi cái pi rồng bay chín mũi slam phải bốn và tại này không lùm hết nên lùm hát dương ở trong bậc cao network nhẹ nhàng vậy dương ai bậc cao chỉ lùm back đầm bấy
phơ với đôi chỉ len len mùi chẳng ủ tiêu tha đọc chạy đọc chạy đọc chạy đọc sẽ làm phải buồn bọn tay bên đã router đi pin nhỉ by default bên đã việc chiếm ép thay loopback chôl được nông broadcast mà thiết sẽ network cứ bên đang ép thay đã slash sang pi by default này cái riêng chỉ mới nhom nhom đỏ à đâm vào tì ho nắng ủ tiêu nhom cho router đi bốn router đi bốn là ông phải bốn đấy nè chỉ mới nhom cho tới nhom nhom cái nhom đỏ trên bị lùi về vậy no IP OSPF network point to point bây nhom vay bập bênh nhom mà mơ là nếp bây vừa có chạy sang bì nhớ cái giam bì chơi video đô bì mà phải bốn mà giam bì chẳng bán này thảm ếch by default bên là điện odd configure bên là điện odd configure point to point cứ bên là advertise là giam bì automatic bọn ta bởi dương trong thà ồ subnet bởi dương là mà phải bốn hay đấy bán tôi advertise là giam bì chẳng đồng bấy đọc sẵn là bài hà nâng chừng ai cho tôi router đi bốn chương vay IP OSPF network point to point. Bây giờ vay như chăng, cứ dùng prep our interface nâng bậc cả subnet đã luôn ảnh miễn our control được nó OSPF domain. Chương chỉ chương việc bậc cả sang pí, à lỡ việc bậc cả một phẩy bốn đôi network đã về miễn. Chả lẽ những ai mới network đã về miễn, chương network viết slash một phẩy bốn. Chương bên này để dùng vay comment mùi nhé. Cứ dùng prep our loopback nâng này. Bên này để việc bật cả chỗ là SPF, cứ việc ta bật cả slam phẩy bốn. Trên bên này để dừng chỗ mà ra tờ tì mùi bình, việc trên phẩy bốn bình. Chà, cảm ơn năng việc ta thương chẳng. Ồ như tới bà sân chỉ loopback á anh đi đời xa lùm hạt bao giờ nghỉ bà sân chỉ loopback thòm mà đá kia đã làm phí buồn này nên tam bà sân chỉ mềm té này anh ấy còn là tha lùm hạt bao giờ nhưng chưa lùm cá land nhưng vừa cá loopback thì land chứ những ai thiên chẳng bàn thế nó không mềm té loopback đang được làm phí đại mình làm phí buồn này chắc á đời xa anh ấy nó không lép nhưng chưa lùm thứ land rồi ủa thế nhưng mà router mới chứ nhưng chưa đọc sai nó không lép chưa đọc sai nhưng trong thứ land chưa nào chính như thơ lục bạc thôi dữ lắm anh ấy sầm khăn đã không lẹ về nó cái đâm nó mới tan cả đại thơ làm bị buồn này lục bạc thơ sang pin rồi chờ nắng bớt sân chia vậy benefit cứ về amin thì benefit dưỡng cứ còn là chính thơ lẹ vui sướng bớt tai nó không mệt tan lục bạc đang được sang pin rồi ở làm bị buồn này toàn đấy hẳn ba bạn xây đây nhôm trong prap kinh chẳng hạn đi tại sao những thứ lab ấy thứ lab nhưng trẻ đã thay đổi việc đổi tại bây giờ mình test là sao sao pi lúc bạn cho mình đang phải chữ clear OSPF dừng bàn đi lạc lá hơi mới tiết clear cái này đi never gonna resort là đâm bay của mọi nhẹ nhàng nó nhập đỏ nhập đỏ default rõ lên chào vì nhập đỏ default rõ lên chào bắt gateway là resort đây nghe gateway là resort is not set chẳng bà này thà play cho rõ trên trong cao nhé cứ ọt bàn đại chẳng ta ọt miền match routing table cho vậy vì drop vì discard packet đây